Vâng, trong bài 2 thì chúng ta sẽ đi tìm lý do tại sao chúng ta nên tham gia dropship. Thì có rất là nhiều lý do để chúng ta tham gia dropship. Tại vì khi các bạn mới khởi nghiệp, khi các bạn mới bắt đầu kinh doanh thì cái vấn đề chi phí nó là một vấn đề cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Giống như vừa xong tôi đã đưa ra ở phần trước, là các bạn cần có rất là nhiều chi phí về mặt bằng, nhân sự, vận chuyển, marketing, vân vân, có rất là nhiều cái rủi ro mà không thể lường trước được. Thì dropship sẽ giúp bạn hạn chế được việc rủi ro bằng bằng điều đơn giản, đó là cái chi phí đầu tư ban đầu cực kỳ thấp, rất thấp, được chưa ạ? Bạn có thể dễ dàng bắt đầu ngay, và cái thời gian thì các bạn có thể linh động, tại vì bạn chỉ tập trung vào vấn đề marketing. Bạn có thể làm ở bất kỳ nơi đâu, làm ở bất cứ lúc nào, chỉ cần có thời gian các bạn xây dựng kênh, các bạn quảng bá thương hiệu thì các bạn có thể kiếm được tiền rồi. Thì điều này nó phù hợp với những người kinh doanh, bạn mới kinh doanh, những cái bạn sinh viên, những bạn công nhân, đúng không ạ? Những newbie trong vấn đề về MMO, những về kiếm tiền online. Thì khi mà kinh doanh với dropship thì bạn không cần phải lo vấn đề về tồn hàng, điều này là điều chắc chắn rồi, tại vì các bạn không cần phải quản lý kho hàng, được chưa? Thì cái và cái điều tuyệt vời nữa là bạn sẽ nhận được tiền lợi nhuận ngay sau khi mà hoàn thành mỗi đơn hàng, và còn rất rất nhiều lý do khác để bạn tham gia dropship. Bạn có nhiều thời gian hơn để bạn học về marketing, bạn có nhiều thời gian hơn để bạn học về digital marketing, được chưa? Để bạn có thể vững bước hơn sau này, để bạn kinh doanh thực chiến, bạn có thể mở shop. Và đây là những cái tiền đề, những cái nền tảng, những cái nền móng đầu tiên để giúp bạn chiến thắng trong cái vấn đề về kinh doanh. Muốn làm giàu, đúng không ạ? Muốn làm giàu bằng kinh doanh thì bạn cần phải học kinh doanh, và dropship cũng giống như là affiliate là một trong những cái cơ hội cực kỳ tốt để các bạn có thể thực chiến với nó và chiến thắng cái việc mà sau này bạn trở thành một ông chủ, một doanh nghiệp, một doanh nhân. Thì ban đầu với cái chi phí thấp, với những hệ sinh thái này, những cái cơ sở hạ tầng này, những cái điều kiện rất là ít ỏi của mình, được chưa? Thì dropship là một trong những cái cánh cửa để giúp bạn đặt những nền móng, những viên gạch đầu tiên để hướng tới cái sự thành công sau này.